Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel ha. Tiếp tục lại những cái đề tài về chia sẻ về những kiến thức trong ngành audio cũng như cập nhật các xu thế mới cho mọi người. Thì hôm nay mình muốn trao đổi với mọi người một cái xu thế mới trong cái quá trình mà xây dựng một cái bộ dàn âm thanh cho gia đình. Đó là những cái xu hướng mà người ta chọn những sản phẩm âm thanh như loa, làm sao cho nó có kích thước nè, màu sắc nè, mà thiết kế làm sao cho nó phù hợp với không gian. Thì mình sẽ gọi nôm na nó là loa nội thất. Thì loa nội thất nó là cái gì và nó sẽ giống nhau và khác nhau gì với một cái các sản phẩm đang bán trên thị trường, thì mình với mọi người cùng tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Ok, loa thì thường là dùng để phát nhạc nè, dùng để xem phim nè, dùng để hát karaoke. Chất lượng thì đương nhiên nó sẽ phải phù hợp với giá thành rồi. Cái đó là đương nhiên là hai cái đó sẽ giống nhau. Còn yếu tố khác biệt đó, thì loa nội thất với loa thường thì nó thường nó sẽ là có 3 yếu tố chính sau đây. Đầu tiên sẽ là về màu sắc. Những cái loại nội thất thì thường nó sẽ có rất là nhiều option màu sắc cho mọi người lựa chọn. Có thể là màu xanh, màu đỏ, rồi màu vàng gold, rồi màu silver. Rất là nhiều màu để cho mọi người phối với cái nội thất nhà mình, làm sao cho nó tông sệt tông với nội thất nhà mình. Không phải bây giờ loa sẽ mọi người sẽ phải quên đi những cái loa mà nó có cấu trúc, chẳng hạn như loa karaoke thì có những cấu trúc thùng, rồi những cái màu nước sơn rất là sần sùi, rồi lưới rất là sần sùi, trông nó rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà những cái loa đó thì nó không được gọi là loa nội thất. Loa nội thất thì nó thứ nhất là thiết kế nó phải đẹp, rồi màu sắc này kia nó phải phù hợp với tông sệt tông với nhà. Khi khách hàng yêu cầu một cái loa có màu sắc tông sệt tông với nhà thì cái loa đó bắt buộc phải đáp ứng được, và thường nó sẽ custom được màu luôn. Nó có thể điều chỉnh màu tùy theo ý của chủ tư nó muốn như thế nào. Yếu tố thứ hai chính là kích thước. Thường thì những loa nội thất sẽ có kích thước tương đối nhỏ gọn để không có chiếm không gian mà làm choán chỗ của khách, đặc biệt là khi mà loa đó được đặt trong phòng khách. Thì mọi người cứ nghĩ đi, phòng khách nếu thường là những là cái phòng được trang trí nhiều nhất và bỏ nhiều vật dụng trang trí nhất. Đối với những khách hàng lớn tuổi thì thường là sẽ trang trí như những cái hồ cá, rồi trang trí những cái bình, rồi những cái đồ phong thủy này kia rất là nhiều. Còn với những bạn trẻ thì với những khách hàng trẻ tuổi thì có thể có máy chơi game nè, có những con gấu beer brick nè, kích thước cũng khá là lớn. Rồi ngoài ra có những cái đồ lưu niệm của khách hàng mà khi đi du lịch nước ngoài mang về nữa thì thường sẽ trưng ở phòng khách luôn. Ngoài ra còn có tranh ảnh nữa, rất là nhiều. Thì phòng khách thường là nơi để trưng bày những cái sản phẩm như thế. Mà nếu mọi người tưởng tượng, nếu mà cái loa mà kích thước quá lớn, nó sẽ choán những cái chỗ đó và nó sẽ làm xấu đi không gian decor trang trí của khách. Thì thật ra âm thanh nó chỉ là một cái phần giải trí thêm thôi. Mà để mà một cái loa to như thế, nếu mà một cái loa quá to nó sẽ che đi, che góc bức tranh, rồi che những cái đồ trang trí của khách đi ấy, thì thật ra nó sẽ không, nó không đẹp cho cái không gian của mình. Loa nội thất thường sẽ được là hoặc sẽ được treo trên tường rất mỏng, kích thước rất nhỏ treo lên tường, hoặc là làm âm tường luôn, hoặc là nếu hãn hữu lắm như những dàn karaoke không làm âm tường được thì họ sẽ thường khách hàng sẽ phải treo lên trần và kích thước rất nhỏ gọn, làm sao cho có nghĩa là không gian trước mặt của khách hàng như thế này là coi như là không thấy loa đâu, chỉ loa treo rất là nhỏ gọn phía trên thôi, làm sao cho không có choán chỗ và không chiếm không gian của khách hàng, là nhìn phải rất là thẩm mỹ mới được. Yếu tố thứ ba quyết định đến cái loa đó có phải là loa nội thất hay không, đó chính là sự tiện dụng trong sử dụng và cũng như sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất đó. Thì cứ mọi người cứ tưởng tượng đi, khách hàng mà mình đi làm 8 đến 10 tiếng một ngày, sau khi về nhà thì rất là mệt mỏi và muốn một trải nghiệm một cái bài nhạc cho thật hay, một bộ phim hoặc là hát karaoke, thì thật ra thì khách hàng rất là ngại khi phải bấm hoặc là chỉnh hoặc là phải chi tiết những cái gì gọi là chỉnh chi tiết trong cái bộ dàn nó ra, và thật ra là chỉ cứ muốn mở điện thoại lên bấm nút và phát nhạc thế thôi. Đó, thì thường thì những cái loa đó sẽ là có phải có chế độ standby đó, và kết nối qua app. Thì khi khách hàng về nhà, khách hàng chỉ cần rút điện thoại ra, mở app lên, bấm mở là hệ thống đã phát nhạc rồi đó. Phim cũng vậy thôi, hiện tại bên Thiên Vũ đã triển khai những cái dòng phim mà khách hàng đã có chế độ standby hết rồi. Khách hàng chỉ việc mở TV lên là nó sẽ phát y như một cái sao ba, và
ra hệ thống 5.1 luôn và có loa hiện hữu luôn. Thì đó là những cái dòng loa nội thất mà nó sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất, kết nối âm thanh không dây này kia để cho mang đến sự trải nghiệm cho khách hàng cao nhất. Đó. Karaoke cũng vậy thôi. Karaoke thì khi khách hàng muốn hát, khách hàng chỉ cần bấm một nút tất cả hệ thống nhạc lên. Rồi khách hàng không muốn hát nữa, khách hàng bấm một nút tất cả hệ thống tắt đi. Đó, chứ còn không thể nào mà khách hàng bây giờ hát karaoke mà cứ phải chỉnh từng xíu một, chỉnh sao cho nó hay rồi chỉnh này chỉnh kia thì rất là mất thời gian và nó mất đi cái sự trải nghiệm của khách hàng. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người một số cái kiến thức về cái xu hướng mới trong quá trình đầu tư bộ dàn âm thanh cho gia đình. Thì mọi người thấy xu thế này thế nào, có hay hay không thì mọi người hãy cho mình ý kiến ha. Nếu mọi người cần tư vấn thì thêm, hay là mọi người có câu hỏi gì thì mọi người comment cho mình phía bên dưới. Nếu mọi người thích clip của mình thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để mình đào sâu thêm, nghiên cứu thêm và để mình làm thêm nhiều đề tài và mang thêm đến cho mọi người nhiều cái xu thế mới trong quá trình đầu tư bộ dàn âm thanh trong gia đình. Bye.